Con tên là Nguyễn Hoài Bảo, con 7 tuổi. Con thi đấu cho đội nào? Đội Bình Dương. Mục tiêu của con tại giải đấu này là gì? Con biết. Từ 7 giờ 30 phút sáng, Hoài Bảo đã cùng gia đình xuất phát từ Bình Dương để đến với giải cờ vua trẻ toàn quốc. Giải đấu thu hút lượng kỳ thủ tham dự kỷ lục, trên 570 vận động viên. Đây là những hình ảnh rộn ràng bên ngoài nhà thi đấu quận Tân Bình 30 phút trước giờ tranh tài thể loại cờ nhanh. Cùng thời điểm đó, trong phòng thi đấu có diện tích vốn bằng một sân bóng futsal thì cực kỳ yên ắng. Từ 7 giờ sáng, lực lượng trọng tài đã phải có mặt để chuẩn bị sẵn sàng 600 ghế ngồi, 600 bảng tên, 300 bộ bàn cờ và 300 đồng hồ bấm giờ. Bữa điểm tâm muôn hình muôn vẻ với sự tranh thủ của các thực khách để một lát nữa đây sẽ bước vào cuộc đấu trí của mình. Ồ, chuyện gì xảy ra với cô bé này vậy? Thì ra nữ kỳ thủ của chúng ta nhõng nhẽo nên bị mẹ đánh đòn đó mà. Đúng 9 giờ, các tay cờ lũ lượt vào nhà thi đấu. Khu vực tranh tài lứa tuổi U7 là đáng xem nhất. Có thể chất lượng các ván đấu không cao, nhưng tính chất căng thẳng mà hồn nhiên, cùng độ cảm xúc thì giàu hơn hẳn so với các cuộc đấu trí khác. Nhiều tay cờ còn chưa rành luật nên thường xuyên phải nhận thẻ vàng của trọng tài vì phạm lỗi kỹ thuật. Đi lên đây là phạm lỗi kỹ thuật rồi, cô phạt thêm một thẻ vàng nữa nha. Ba thẻ vàng là bị hưởng số 1 đó nha. Tổng tiếp cho bạn này 2 thẻ. Không được, con đi tiểu không được dừng đồng hồ. Cậu bé này đã bị xử thua vì lãnh 3 thẻ vàng. Cậu đang chạy đi tìm mẹ trong nước mắt đau khổ của người thất trận. Trên khán đài, phụ huynh ngồi chật cứng. Họ còn căng thẳng hơn cả con em mình đang tranh tài bên dưới. Chúng tôi ngồi ngoài này cũng mong đợi cái sự chiến thắng của con cái. Như cái cả cỏ cháu ra mà thất trận á, thì cũng tìm cái sự buồn, nỗi buồn của mình để đồng viên các cháu, để làm sao các cháu lại có thêm một cái khí thế mới để tiếp tục vào trận đấu mới. Cùng trong một khán phòng, cùng tranh tài trong một giải đấu, nhưng rất dễ nhận thấy sự lạnh lùng về mặt cảm xúc tăng dần theo lứa tuổi thi đấu. Đã trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp nhưng vẫn còn đủ tuổi tham dự các giải trẻ, tân vô địch U18 châu Á Nguyễn Thị Mai Hưng quyết định thử sức mình khi đấu trí cùng các kỳ thủ nam lứa tuổi U20. Giải trẻ là giải cực kỳ vất vả đối với các huấn luyện viên, thì giống như cha mẹ các em là phải chăm sóc các em từng giấc ăn, từng cái giấc ngủ, những chuyện ăn uống rồi sinh hoạt, thậm chí là tôi còn được biết là có phụ huynh là có huấn luyện viên là còn phải cầm bô theo để cho các em. Đây là một giải các em thi đấu rất là hồn nhiên, trong sáng, và cái tính ăn thua các em không nặng lắm. Huyền thoại Kasparov từng chia sẻ: muốn là một tay cờ vĩ đại, bạn phải là một đứa trẻ để biến những nước cờ tinh quái trở thành tinh thông và trong sáng. Đó cũng là con đường dễ dàng nhất để buông bỏ ý nghĩ về những khoản tiền thưởng kết xù và những vần hào quang ngắn ngủi của chiến công. Với những tay cờ chuyên nghiệp, mấy ai còn giữ lại được những cảm xúc chân thật, hồn nhiên và trong sáng như thế này?